Hello, xin được kính chào các anh đẹp trai và các chị đẹp gái nha, đã trở lại của kênh của Nam cũng như là đến với trang trại của Nam nha. Thì hôm nay cũng vào buổi trưa nè. Nam cũng quay cho anh chị xem một số chuồng Barbie của trang trại của Nam nha. Cái này cũng gần tới bầy rồi đó anh chị. Anh chị thấy chưa? Con trồng đực này cả nhà, đực này 6 ký nha. Đầu dầu lắm cả nhà.